khi các em ùa ra như đàn bướm, bao anh chàng đứng dưới hàng cây. Tôi ngoảnh cuộc đứng bên và thấy hết nhiều thứ tình vội vã lên trao tay. Tôi cũng có một phong thư muốn gửi, suốt 10 năm lỡ thất lạc số nhà. Nào các em hãy nhắn giùm tôi với, cũng cộng trường này cô gái ấy ra đi, cô gái ấy ra đi 10 năm các em cứ lũ lượt tan trường. Phong thư cũ niềm mối tình thơ dại, tay tôi cầm muốn gỡ ngại tơ vương. Nên cứ mỗi chiều ta các em rối rít hẹn hò, mắt lờ đợi thoáng ngạc nhiên bắt gặp có một người đang chi đứng buồn xa. Các em ùa ra như đàn bướm, bao anh chàng đứng dưới hàng cây. Tôi ngoảnh cuộc đứng bên và thấy hết nhiều thứ tình vội vã lên trao thay. Tôi cũng có một phong thư muốn gửi, suốt 10 năm lỡ thất lạc xô nhà. Nào các em hãy nhắn giùm tôi với, cũng cộng trường này cô gái ấy ra đi. Các em cứ lũ lượt tan trường, phong thư cũ niềm mối tình thơ dại, tay tôi cầm muốn gỡ ngại tơ vương. Nên cứ mỗi chiều tan mắt lờ đợi thoáng ngạc nhiên bắt gặp có một người đang chi đứng buồn xa, có một người